Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battlecry khám phá. Cuộc tấn công của Iran vào Israel tuy chớp nhoáng, thế nhưng cũng đã để lại nhiều vấn đề khiến giới quan sát phải nghiên cứu. Động thái có phần lưỡng lự của Mỹ, mà cụ thể là Tổng thống Joe Biden đang báo hiệu điều gì? Năng lực phòng thủ của Israel quá tốt, hay những đòn tấn công của Iran mới ở mức cầm chừng? Thực lực thực sự của Iran tới đâu mà khiến cả Mỹ và Israel phải nâng mức báo động đỏ? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết qua bản tin ngày hôm nay nhé! Đây là chuyên mục tin nóng của Battlecry khám phá, nơi sẽ phân tích và cập nhật những tin tức quốc tế nổi bật nhất. Sau đòn tấn công của Iran, thái độ của một bên thứ ba cũng rất đáng được mong đợi, không ai khác đó là Mỹ. Mặc dù lên án một cách dứt khoát cuộc tấn công của Iran và cho biết rằng Mỹ sẽ không phủ quyết bất kỳ một động thái trả đũa Iran nào của Israel, thế nhưng người Mỹ thì vẫn yêu cầu Tel Aviv cần phải báo trước cho Washington nếu muốn làm bất cứ điều gì. Đồng thời, Mỹ cũng khẳng định là sẽ không tham gia cùng Israel trả đũa Iran. Có vẻ như Mỹ đang muốn một sự yên ổn ở mặt trận Trung Đông để chuẩn bị cho kỳ bầu cử quan trọng đang diễn ra. Israel đang tỏ ra quá hung hăng, từ việc bao vây giải Gaza tới việc không kích lãnh sự quán của Iran. Và điều này làm cho người Anh cả Mỹ vô cùng đau đầu. Trong cuộc họp tại Hội đồng Bảo an, Phó đại sứ của Mỹ đã lên tiếng đe dọa Iran. Hãy để tôi nói rõ nhé. Nếu Iran hoặc các lực lượng ủy nhiệm của họ có hành động chống lại Mỹ hoặc có thêm hành động nào chống lại Israel thì Iran sẽ phải chịu trách nhiệm. Thế nhưng, dường như tất cả chỉ dừng lại ở đây mà thôi. Trong cuộc điện đàm cùng ngày của Tổng thống Mỹ Joe Biden với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, trong cuộc gọi này, Tổng thống Biden có nói với Thủ tướng Israel rằng Israel đã có một chiến thắng rồi và hãy chấp nhận chiến thắng đó đi. Chủ nhân Nhà Trắng cũng nói rõ rằng Mỹ sẽ không tham gia bất kỳ một chiến dịch tấn công nào của Israel nhằm đáp trả Iran và cũng không ủng hộ việc đó. Và Thủ tướng Netanyahu nói rằng ông hiểu điều này. Tuy nhiên, Mỹ dù sao vẫn không để đồng minh đặc biệt của mình bị thiệt thòi. Ngay sau cuộc gọi, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cũng đã nói chuyện với các đối tác ở Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Jordan. Mỹ nhấn mạnh sự cần thiết phải tránh leo thang quân sự, nêu tầm quan trọng của việc phối hợp phản ứng ngoại giao và khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Israel về mặt quốc phòng. Ngay sau khi Iran đáp trả, Mỹ đã huy động các đàn em thân tín tại khu vực Trung Đông sẵn sàng vào vị trí chiến đấu để có thể chi viện kịp thời khi cần thiết. Tất cả dường như cũng đang đẩy tình thế tại Trung Đông căng thẳng hơn bao giờ hết. Trước những động thái từ Hoa Kỳ, khác với những lần trước, lần này Israel đã không còn cứng đầu nữa. Ngay sau cuộc điện đàm với ông Biden, Thủ tướng Netanyahu đã hủy kế hoạch tấn công trả đũa đối với Iran. Tờ New York Times ngày 14 tháng 4 đã đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden đã can ngăn Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mở một cuộc tấn công đáp trả ngay lập tức với hành động của Iran. Trước đó thì một số thành viên nội các chiến tranh của Israel đã ủng hộ cho việc tiến hành một đòn đáp trả. Song, xét tới việc cuộc tấn công của Iran cũng không gây ra những thiệt hại nghiêm trọng, cùng với trao đổi của ông Biden và ông Netanyahu, phía Tel Aviv đã quyết định hủy bỏ tấn công trả đũa lập tức. Tuy nhiên, quyết định này cũng đã nổ ra một cuộc tranh cãi gay gắt trong nội các của Israel. Hãng tin Reuters đã trích dẫn lời của các quan chức Israel cho rằng nội các chiến tranh ủng hộ việc trả đũa Iran, thế nhưng đã bị chia rẽ về thời gian và quy mô hành động. Nội các Israel đã bị chia rẽ thành hai phe, với phe ủng hộ việc trả đũa, bao gồm Bộ trưởng Chiến tranh Benny Gantz và các thành viên thuộc Đảng Thống nhất Quốc gia. Phe này muốn có một màn tấn công ngược để dằn mặt Iran một cách không khoan nhượng. Lập tức, đề xuất này bị phe còn lại, gồm có Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng phản đối kịch liệt. Và sau 3 tiếng thảo luận vô cùng căng thẳng, nội các chiến tranh của Israel vẫn chưa đạt được bất kỳ một thống nhất nào. Cả hai phe vẫn bảo vệ quyết liệt quan điểm của mình. Và dường như mọi chuyện chỉ chấm dứt khi có cuộc điện thoại của Tổng thống Mỹ Joe Biden với Thủ tướng Israel. Tiếng nói của Mỹ là vô cùng trọng lượng và dường như Israel đã phải chấp nhận ngừng trả đũa Iran. Qua sự việc trên, chúng ta cũng có thể thấy sự khác biệt trong chính sách đối ngoại của ông Biden và ông Donald Trump. Dù Joe Biden vẫn cam kết sắt đá là sẽ hỗ trợ Israel tới cùng, thế nhưng ông cũng đồng thời cảnh báo Israel không nên đáp trả Iran sau vụ tập kích được đánh giá là kiềm chế và chừng mực mà Tehran đã tiến hành. Ngược lại thì thái độ của ông Trump lại khác hẳn. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump
đã lên tiếng công kích người kế nhiệm, cho rằng cách làm này của ông Biden chỉ thể hiện một sự yếu đuối không thể nào tin được. Israel bị tấn công, chuyện này lẽ ra không bao giờ được phép xảy ra. Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nếu tôi là Tổng thống. Ông đã viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 14 tháng 4. Ông Trump còn chia sẻ lại các cảnh báo về hậu quả thảm khốc hồi năm 2018 sau khi Tổng thống Iran khi đó là Hassan Rouhani khuyên Mỹ không nên đùa với lửa. Đồng thời, cũng cho thấy viễn cảnh nếu ông Trump trở lại Nhà Trắng thì ông sẵn sàng cho leo thang căng thẳng nhanh thế nào trong trường hợp xung đột xảy ra. Sự thật là sự khác biệt giữa các chính sách đối ngoại của ông Joe Biden và ông Donald Trump với Tehran cũng được thể hiện khá rõ trước đó. Hồi năm 2018, ông Trump đã tái áp lệnh trừng phạt với Iran sau khi rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân JCPOA mà Washington và Tehran đạt được hồi năm 2015 dưới thời Tổng thống Barack Obama. Cựu Tổng thống Donald Trump còn ra lệnh hạ sát tướng Qasem Soleimani, viên tướng quan trọng thứ hai của lực lượng vệ binh Hồi giáo cách mạng Iran, được coi là người quyền lực thứ hai đất nước chỉ sau lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Trong khi đó, thì ông Biden đã dành tới 2 năm cho nỗ lực khôi phục lại thỏa thuận hạt nhân với Iran. Năm 2023, giới chức Mỹ đã thương lượng và đạt được thỏa thuận trao đổi 5 tù nhân với Iran, gỡ phong tỏa khoảng 6 tỷ đô tài sản của Tehran. Washington hồi tháng 3 đã tái ân hạn cho một lệnh trừng phạt, cho phép Iraq mua năng lượng từ Iran, đồng nghĩa là Tehran có thể có thêm nguồn thu khoảng 10 tỷ đô. Những động thái này của Joe Biden được cho là nhân nhượng với Iran và nhận về khá nhiều chỉ trích từ các thành viên của Đảng Cộng Hòa. Dưới thời Donald Trump, Iran rất khốn khổ và Tổng thống Biden đã tặng cho họ hàng tỷ đô la và rồi ngây thơ nói đừng. Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Marsha Blackburn đã mỉa mai. Đừng không phải chính sách đối ngoại. Các chính sách của ông Biden đã tài trợ cho một cuộc tấn công của Iran và Israel. Tuy nhiên, các thành viên Đảng Cộng Hòa dường như không quan tâm mấy tới thực tế rằng họ cũng đang là yếu tố khiến cho chính sách hỗ trợ đồng minh của Mỹ gặp nhiều trở ngại. Cụ thể thì như sau, Thượng viện Mỹ do phe Dân Chủ kiểm soát vào hồi tháng 2 vừa qua đã thông qua một dự luật trị giá 95 tỷ đô, trong đó thì có 14,1 tỷ đô viện trợ cho Israel, 60 tỷ đô viện trợ cho Ukraine, cùng các khoản chi cho các đối tác ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Tuy nhiên, dự luật này thì lại bế tắc ở Hạ viện bởi phe Cộng Hòa đang chiếm đa số đã yêu cầu bổ sung thêm điều khoản liên quan tới an ninh biên giới Mỹ. Thời gian bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 11, đang tới rất gần. Trong thời điểm này, mỗi đường đi nước bước của hai đối thủ là ông Biden và ông Trump đều có thể sẽ trở thành cái cớ để phía còn lại chỉ trích. Đòi hỏi đương kim Tổng thống Mỹ và cựu Tổng thống Mỹ cần phải cẩn trọng hơn bao giờ hết. Chúng ta sẽ quay trở lại với lò lửa tại Trung Đông. Iran vừa thực sự làm cho thế giới bất ngờ và làm cho Israel phải choáng ngợp khi tung ra loại vũ khí mà Israel chưa từng đối đầu. Theo tờ New York Times, vào đêm ngày 13 tháng 4, Iran đã phóng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái UAV nhắm vào lãnh thổ Israel. Trong đó thì có những loại mà các chuyên gia nhận định là tinh vi hơn bất cứ thứ gì mà Israel từng gặp phải trong vòng 6 tháng qua, xuyên suốt cuộc đối đầu giữa Tel Aviv với Hamas và đồng minh của nhóm vũ trang này trong khu vực Trung Đông. Trước đó thì Israel chỉ phải đối mặt với một lực lượng không mấy hiện đại của nhóm Hamas. Nhóm này chỉ có các loại rocket tầm ngắn với tầm bắn xa nhất chỉ tới 24 km. Một số loại rocket có độ chính xác khá thấp. Hiếm hoi lắm thì có thêm loại rocket Phi-5 do Iran cung cấp và một phiên bản cây nhà lá vườn có tầm bắn tối đa cũng chỉ lên tới 80 km. Những loại vũ khí này chẳng nhằm nhò gì so với khả năng phòng thủ của Israel và lực lượng phòng vệ Israel khá dễ dàng đối phó với chúng. Trong khi đó thì các loại vũ khí mà Iran triển khai trong cuộc tấn công đêm ngày 13 tháng 4 có tầm bắn xa hơn hẳn, tối đa là 2.000 km. Một vài loại trong số đó còn có tốc độ bay nhanh hơn. Theo các quan chức Mỹ và Israel, phần lớn các vũ khí này được bắn trực tiếp từ lãnh thổ của Iran. Một phần nhỏ được bắn từ Iraq và Yemen. Trong đó điển hình là quả tên lửa hành trình Pavet 351 có tầm bắn lên tới 2.000 km. Nó dư sức vươn từ lãnh thổ Israel, từ trong đất của Iran. Lần đầu tiên, Israel phải đối mặt với một con quái vật mạnh mẽ tới như vậy. Nó quả thực là một nỗi thách thức lớn với lực lượng phòng thủ Israel. Ngoài ra thì Iran còn sử dụng các loại tên lửa hành trình tấn công mặt đất có khả năng mang tới 1 tấn thuốc nổ. Đó mới chỉ là lực lượng tên lửa thôi.
Về tổng thể, Iran đang sở hữu một lực lượng vũ trang vô cùng lớn mạnh với một kho vũ khí hùng hậu. Bên cạnh đó, dù tuyên bố đã dạy cho Israel một bài học, tuy nhiên Iran vẫn cảnh báo rằng Tehran sẽ đáp trả khốc liệt hơn nếu Tel Aviv dám trả đũa. Iran có thể huy động tối đa đến 78 vạn quân với một lượng vũ khí khủng khiếp trải dài trong khắp lòng đất. Đây là một đội quân đáng gờm số 1 tại Trung Đông. Tất cả những hành động này đều thể hiện tinh thần quyết ăn miếng trả miếng với Israel. Quân đội Iran nằm trong số những lực lượng vũ trang lớn nhất tại Trung Đông với ít nhất là 580.000 quân nhân tại ngũ và khoảng 200.000 quân nhân dự bị đã qua đào tạo, được chia thành lực lượng quân đội truyền thống và lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, chịu trách nhiệm về an ninh biên giới. Cả quân đội Iran và lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo đều có các lực lượng mặt đất, không quân, hải quân riêng biệt. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang này sẽ điều phối các quân chủng và đề ra một chiến lược tổng thể. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran còn sở hữu một lực lượng người quốc, một đơn vị tinh nhuệ chịu trách nhiệm trang bị vũ khí, huấn luyện và hỗ trợ mạng lưới vũ trang ủy quyền trên khắp Trung Đông, được gọi là trục kháng chiến. Các lực lượng vũ trang này bao gồm có Hezbollah ở Liban, Houthi ở Yemen, các nhóm vũ trang riêng lẻ tại Syria, Iraq, Hamas và lực lượng thánh chiến Hồi giáo ở dải Gaza. Đồng thời, Iran cũng sở hữu một trong những kho vũ khí, tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái lớn nhất tại Trung Đông, bao gồm có tên lửa hành trình và tên lửa chống hạm, cũng như tên lửa đạn đạo có tầm bắn lên tới 2.000 km. Chúng có khả năng vươn tới bất kỳ mục tiêu nào ở Trung Đông và đương nhiên là bao gồm toàn bộ lãnh thổ Israel. Trong những năm gần đây, Tehran đã tập hợp một lực lượng lớn máy bay không người lái với tầm hoạt động khoảng từ 2.000 đến 2.500 km và có khả năng bay thấp để tránh radar. Các chuyên gia cho biết các căn cứ và kho chứa vũ khí của nước này nằm rải rác và chôn sâu dưới lòng đất, được tăng cường phòng thủ phòng không khiến chúng rất khó bị tiêu diệt bằng các cuộc không kích. Tạm thời thì Iran và Israel đang đình chiến. Thế nhưng trong một tương lai ngắn, nếu Iran lại một lần nữa tấn công Israel, thành phố chủ lực của Israel là Tel Aviv sẽ nằm trong tầm ngắm. Lần này, liệu Israel có thể chống đỡ được trước Iran nếu như Iran lại tung ra một con quái vật quân sự khác? Và lúc này, liệu Mỹ còn đứng ngoài cuộc không? Rất có thể, một kịch bản kinh hoàng sẽ xảy ra. Chúng ta hãy cùng chờ đón trong bản tin tiếp theo. Bản tin ngày hôm nay sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin lần sau.